Hello, chào tất cả mọi người. Có rất là nhiều kênh các chị hỏi Nô là tại vì sao tên cửa hàng này đặt là Mão 99. Thì hôm nay Nô sẽ tâm sự một chút để mọi người có thể là biết về cuộc sống của Nô. Đây là anh Tài, đây là một người anh cũng như là người dạy bảo em từng tí một và là người luôn yêu thương và đùm bọc em. Những ngày bố mất sớm và cũng tự lập từ khi còn rất là bé. Và anh em cũng gắn bó với nhau được hơn một năm rồi. Em xem anh và Mão 99 cũng như là ngôi nhà thứ hai của em. Và hôm nay thì Nô có đi một chuyến lên Hà Nội để gửi quà cho các cô, các chú có hoàn cảnh kém may mắn hơn Nô. Hôm nay trời cũng khá mưa và bây giờ cũng khá là muộn rồi. Thì anh vừa bay từ Sài Gòn về cho nên là anh em quyết định là đi luôn để ngày mai còn khá là nhiều công việc, em vẫn quay trở lại với công việc bình thường. Đi trên đường thì anh vẫn không quên là chia sẻ và bảo ban cho bọn em công việc làm thế nào để tốt nhất. Và bảo ban để cho em trưởng thành hơn. Và em cảm thấy rất là may mắn khi gặp một người anh như anh Tài luôn che chở và đùm bọc cho em. Trời mưa cũng khá là to và mấy anh em cũng đang rất là đói. Cả tối làm livestream nhưng mà còn chưa cán gì. Cho nên là mấy anh em quyết định vào ăn bánh mì dân tổ, xong rồi tiếp tục quãng chặng đường. Thì lúc này là hơn 1 rưỡi một xíu, gần 2 giờ. Mấy anh em bắt đầu là đi gửi quà cho các cô các chú. Khi em lên trên này thì em gặp các cô các chú có hoàn cảnh kém may mắn hơn em. Thì em cảm thấy là em may mắn hơn rất là nhiều người. Nên em sẽ cố gắng làm và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để em có thể là lo được cho gia đình và đặc biệt là lo cho mẹ và làm nhiều điều có ích hơn nữa cho xã hội. Đến đây thì mưa cũng khá là to cho nên em đi trên đường em cũng đã gửi một vài phần quà cho các cô các chú thì em không tiện có thể quay được. Và em xin phép bye bye tất cả mọi người, hẹn mọi người vào video lần sau.